Xin chào mọi người nhá. Hôm nay xôn xao vlog đang đứng trước cửa biển Cồn Vành thuộc xã Lam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đây mọi người ơi. Hôm nay mình đi đưa nhà mình đi chơi này. Đấy, bà xã đây. Đấy, hôm nay đúng là nước lớn. Muốn đi nhà đi tắm. Nhưng mà nước lớn lắm. Lớn lắm. Sóng biển rất là to. Nhưng hôm nay đi chơi nhưng mà không ngờ là nước lớn như này. Hôm nay phải tầm phải vài tiếng nữa thì mới đúng. Đấy. Cảnh sóng đánh sóng đạt đầu luôn mọi người ơi. Như vậy là sóng quá to luôn này. Biển Cồn Vành mọi người ơi. Đây, Thái Bình đấy. Đấy, biển Đồng Châu thì mông mơ thì đằng kia xa lắm, tầm gần 10 cây mọi người ơi. Đấy, mấy biển Cồn Vành thôi. Rồi, sóng đánh khủng khiếp quá. Đấy, trời nắng. Kia là cái đấy, cái cầu thang này, cầu thang gỗ này, cầu thang tre chứ, đây để khi khách du lịch người ta xuống người ta tắm này. Đấy. Hôm nay thì đúng là nước lớn luôn đấy, khủng khiếp quá. Đấy, các bàn chống trơ này, mình đang gọi đồ ăn, gọi một con mực, 250.000 một con mực. Hay phết. Thứ đơn nhà hàng. Đồ mực ở đây ăn hơi đắt. Đây. Hôm nay thì đúng là ngồi chơi nhâm nhi đồ ăn đồ uống thôi mọi người ơi. Đúng không? Hôm nay thì đúng là không được tắm rồi. Kia xa xa là có một cái tòa nhà du lịch khách sạn bán hải sản dịch vụ nhà nghỉ ấy. Đồ tươi sống. Sóng ầm ầm luôn, úi giời. Sóng cao cả mét, mét rưỡi, 2 mét này thì có mà tắm thì làm sao mà tắm được. Khủng khiếp quá. Nên người ta phải gia cố bằng những cái tre để làm những cái nhà rất chắc chắn. Tre gỗ mà đóng bằng cát thì tuyệt vời luôn. Không rung nát luôn. Càng chặt. Để làm những nhà này khi nước cạn.
quay ra ngoài kia xem nào. Nước lớn này thì hôm nay thì có mà phải mấy tiếng nữa mới cạn được gì ạ? À mới rút nước rút được nhỉ, đúng không? Đấy. Các phao này bây giờ cũng nằm im luôn. Đồ bơi. Như này phải đêm mới rút được này. Ở hôm nay không ngờ nhỉ. Mình cũng không nghĩ là nó có nói đâu. Không nghĩ là tưởng là nó chu kỳ nó ngày nào nó cũng chiều này nó rút, nhưng không phải này. Tùy hôm. Đây là do thủy chiều lên mọi người ơi. Chứ thủy chiều mà rút là nó ra xa lắm. Đấy như này nguy hiểm lắm. Thậm chí là những cái que, cái cọc ngoài kia mà đã chìm hết rồi. Người ta cảnh báo nguy hiểm luôn. Chìm rồi thì mức độ sâu có nào. Biển nước trong. Úi dồi. Bãi biển này cực kỳ là không trong đâu mọi người ơi. Các bạn nó gần cửa Ba Lạt, đoạn cuối của sông Hồng. Cho nên là những cái phù sa rồi những cái rác rưởi nó xuống hết ngay ngã sông ngay cửa Ba Lạt luôn, rất là bẩn. Đây, đấy nhìn nó đánh sóng mà nó có cả những cái bọt này là biết là bẩn rồi. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn có cái độ muối nhất định, nó khử khuẩn, cho nên là tắm nó vẫn đảm bảo không vấn đề gì cả. Úi dồi, sóng đánh vào tận chân luôn này. Mình làm nhâm nhi con mực tí. Đến đây rồi thì không tắm được rồi thì làm con mực chấm. Con mực này báo cáo với anh em là 250.000 nhé. Đấy, 250.000 một con. Đây nó chỉ bằng này thôi. Đấy. Đưa bà xã đi ăn miếng chấm với tương ớt, làm rong màu húc, một rong bia Sài Gòn, đơn giản. Hôm nay thì đúng là không được bơi lội tung tăng rồi. Rồi thì chào cả nhà nhá, mình xin mời nhá. Mình uống bia đây. Mở lắp đấy, mở lắp bia. Cả nhà cùng uống nhá. Xin chào nhá. Mình dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem nhá. Biển Cồn Vành cách nhà mình là 30 cây mọi người ạ.
biển mà người ơi. Đê biển. Con đường này thì là dốc lắm. Một đoàn người đi tập thể dục.
rất là vất vả, gian nan. Đàn gà vợ gà ngoài công. Thuyền đánh cá này đấy, bảo đấy, hiểu không? Đi qua ấy. Nhìn cô to quá như là này,
vừa lái xe mình vừa cầm cây kim bộ chống rung, không có gì với điện thoại có mà sóc như sóc ốc luôn. Mọi người sẽ không xem được những cái cảnh quay của mình đâu. Đấy là gọi làm ăn phát triển. Tôi về nông nghiệp con bò nghĩa đang ngủ cú mẹ. Mình vừa đi xe máy một tay mà mình vẫn cầm cái điện thoại rất là mỏi tay, nhưng mà mình vẫn quay để cho mọi người xem cảnh quay đường, con đường D rất hấp dẫn. Hai bên rất còn không còn hoang sơ. Có cái cù lao mọi người ơi, cù lao đấy, cù lao là bãi đất bồi người ta trồng chuối, đất phù sa đấy mọi người. Chạy từ Tân Buôn từ Lào Cai Yên Bái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông Hồng. Đấy. Ngay cạnh cái bến phà luôn. Làm đường, những cái làm đường lộ to lắm. Đây. Người ta giải phóng ruộng, vét hết cái lớp đất này. Ừ. Nhà ai mà có ruộng ở khu vực đấy thì được thỏa thuận mua bán, mua thì được bán. Thank you.
lừa bọ. Có khi mình phải đeo cái kính vào, đeo kính vào cũng là bọ và mắt nguy hiểm.
Mình vừa đi qua là Tiền Hải.
bắt đầu nhá anh em một cuộc hành trình 30 km. Tiếp tục quay làm video cho mọi người xem.
video đến đây kết thúc. Xin chào mọi người nha. Xin chào. Xin chào và xin chào.